hai chở mấy phần quà đem xuống dưới cô tô, đi vô cái chùa hang đó. Hôm nay còn 10 phần nữa. Rồi giờ sáng đi nhận phát tên 6 phần ở dưới cô tô, còn 4 phần phát tên ở phía sau. Chuẩn bị lên nhà bà con, cái này 6 phần. Mùa này em giữ luôn mong người đi cùng trong này. Cổng nhà trọ Diễn Phước đó bông hoa bông hoa mấy cây mỗi mùa phát bữa nay nó sạch. Cái bông này chưa nặng. Cái bông vàng nó chưa nặng, mà nó nặng nó cũng màu vàng. Cái chín màu vàng này nó vàng. Chuẩn bị đi đi công tác từ thầy nhân vật. Đúng giờ. Rồi. Gài xuống dưới, gài xuống dưới. Gài chỗ cái lò xo, cái đó cũng được rồi. Rồi gỡ bên đây nè, mở bên đây lấy hai chai nước tương với một cái chén. Bữa nay muốn lên ông Đức à? Một cái đó là một cái đó, một cái chén đó với chén lấy hai chai nước tương. Và cậu khỏi dùm coi. Hai chở mấy phần quà đem xuống dưới cô tô, đi vô cái chùa hang đó. Có cái xóm ở trong chùa hang, có mấy hộ, có 4-5 hộ gì đó cũng nghèo. Thì nói chung mình phát thì có bao nhiêu phát cũng hết hết á. Còn cái xóm ở bên U Lâm, ở bên An Tức nữa. Có cái xóm ở bên An Tức cũng cỡ 40 hộ. Và đám nguyên cái xóm đó là nghèo không. Nhưng mà bây giờ mình không có đủ thì bây giờ tạm thời cho mấy cái chỗ nào ít hết người trước. Giờ sang lắp từ từ á, rồi mấy cái ruộng theo đường lậu này là đã sang lắp từ từ hết rồi. Ví dụ từ thiện nè, nếu mình làm lặt vặt thì không sao, chứ mà tới mà mình làm lớn là nó nhiều điều rắc rối.
thấy nhiều làm nhiều quá, tiền bạc nó nhiều cái bắt đầu là có chuyện rắc rối à. Có thể là ảnh hưởng tới nhà nước, còn không thì cũng như cái có một cái thằng em ở bên Đồng Tháp nó làm á, nó giúp cho bà cụ nào ở Cần Thơ đó. Rồi bà con ở hải ngoại thì gửi tiền về nhiều quá, cái bắt đầu là sanh sự trong gia đình của người được giúp đỡ cũng xảy ra chuyện. Mình ở đây mình có chú đỉnh rồi mình đem tặng bà con nghèo, nhưng mà mình không có danh sách, không có gì hết á. Tôi đi chở hàng đi thấy hoặc là đi quay phim mà thấy chỗ nào nghèo thì tấp vô cho thôi. Mình đem cho là nhiều khi đi quay phim này nọ thì gặp cái gia đình nghèo quá thì để ý đó, thì khi có quà thì mang tới cho họ thôi, chứ không có đăng ký, không có danh sách gì hết á. Gặp thì cho, còn không gặp thì không cho. Giờ tới Cô Tô rồi, mình chạy vô cái đường Chùa Hang. Cái đường Chùa Hang nó nằm ở đâu đây nè, nó bên tay phải. Đi vô tuốt ở trong, tuốt ở trong núi không á. Bây giờ ở Chùa Hang này bà con về đây ở cũng đông đấy. Xưa ở đây là rừng rậm không, mà bây giờ có người ta vô ở trong này. Sống 5-7 gia đình vậy. Ở tách rời ra luôn. Không có ai ở nhà được trời. Miền Nam là xe hả đấy? À ôi, nâng miền mạng của sao ấy? Mạng của? Mạng của sao? Ở Pata Man Phú Sa. Bảy buôn Phú Sa. Bảy buôn Phú Sa á. Tên nào rồi? Tên nào? Thử bắn à? Tên này nà. Tên ai này nà. Tên nâng. Bởi mà bình áp tính xây dựng bởi mẹ. Tính ọp xa kìa dân.
่อยยวนคือเนี่ยมันแน่งเตะเตะเลยงามวนเนี่ยตู้ดูอัดครอได้เนี่ยมีนมีเปะไอ้เมียนกับบลมีให้ฟ้องแบบครอได้เจ๊ครอไอ้กูเราเตะเมื่อเมาห้องกูไอ้เตะเลยเอาให้น้องอันนี้ร้องเลยอันนึงเตะไปเอาหน้าไม้ไปตัวคนยื่นอันนี้เลยเตะเจ้าเตะให้จ้าเจ้าตัวเราเองไอ้มอนนี่ติดมั้ยnhà này này chủ đi đâu rồi bàn tay kia nơi đứng ở hay từ Bình Dương ấy tên nè ủa mà anh áo muối mình đứng với tên này còn nhớ cái ấy nên không muốn đấy đi huế thưa bay hả bao làm gì sao đó bao à mày đi thưa má dạ này mày thưa ấy ờ tôi thưa thưa cô muốn nào mày đi má hai thứ ấy nung hả hai thứ ấy nung ô tự bánh sắt đi dạ đã bánh sắt lấy bán đấy mình bánh nung đi cái đó ba rồi đó đã mưa mà đông nước miền màn của xa rồi cũng thơm thế à ai miết bằng chân đẹp bởi hôn chân đẹp bởi đấy nơi tầm này ai chứ bà tầm này ai đúng đó ơi cái mau khám mông này mất ấy ủa chát ra nó chủ nhà đó là ai chà tê ấy chủ nhà chà tê đâu buồn 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 thông ấy thương chà tê đó vẫn nè